Chiều ngày 19 tháng 9 tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất thông qua nghị quyết về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Theo đó, đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí là Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thời gian thu phí từ 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Toàn bộ số tiền thu phí được nộp vào ngân sách và được sử dụng có mục tiêu phục vụ hoạt động thu phí và công tác quản lý bảo trì, khai thác lòng đường hè phố. Theo bản mức thu phí, nếu số ngày sử dụng lòng đường hè phố dưới 15 ngày trong một tháng thì tính nửa tháng. Nếu số ngày sử dụng lòng đường hè phố từ 15 ngày trở lên trong một tháng thì tính một tháng. Các tuyến đường trung tâm là các tuyến đường có giá đất bằng hoặc cao hơn giá đất bình quân khu vực. Các tuyến đường còn lại là các tuyến đường có giá đất thấp hơn giá đất bình quân khu vực.